Đâu là con? Con trai trắng. Con là Maria Đậu Thị Ngọc ở Nghệ An và sự Vận Lộc thì Phần Vĩnh. Con là được ơn gia đình con là được ơn Chúa rất nhiều. Nhưng chồng con đi đi làm ăn rồi là bị tai nạn, những xe thúc là thúc văng người văng ra 4-5 mét mà lại thúc cái nhâm cột quyết mà lại không thiết cả. Con nghĩ nếu mà không có ơn Chúa thì chồng con là mới đi cỏ sánh này. Mới cỏ sánh này. Cỏ sánh là gì? Hả? Cỏ sánh là gì? Cỏ xanh là xanh cỏ, giống như là xương đình là xương đường. Rồi sao nữa? Ở thứ hai là trong con là hình có một đi làm ăn ở đằng ngoài mà có một lời nói mà trong con là hình như là trời cũng cắt đứt cũng liên lạc cái nữa này. Những con cùng nguyện với lòng thương xót Chúa rồi con tin nhận với cha rồi tin nhận lại để con an tâm cha và cũng đoàn cùng nguyện cho con. Là từ ngày đó giờ cho đến giờ là trong quán lâm hoa với đằng ngoài là vui vẻ chứ không có duyên gì nữa. Chị Diệm khó lắm, người chồng mà bất hòa với bên ngoại, tức là bên nhà vợ đúng không? Mà không thèm nhìn mặt nhau, không nói năng gì với nhau bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? Vẫn là từ đầu tháng... Không, giận hờn bao nhiêu năm? Gần hơn 1 năm. À. Rồi biết đã làm hòa lại với nhau rồi. Hòa với nhau rồi, đi lại rồi, không có vấn gì nữa, vui vẻ rồi. Bây giờ con này, đứa con này bị viêm nặng. Hết chưa? Hallelujah! Đây, gửi về cho chồng chị một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, đây là cái quạt 105 Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và gửi cho anh ấy thêm một cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Đây con, cầm lấy. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi,